sự tất cả mau ni na mô bồ sư tinh ca mâu ni nam mô bồ sư tinh ca mâu ni. Xin mời Chư Tăng đi tàng tọa, chúng ta vào chương trình học hôm nay. Hôm nay là ngày thứ hai mà chúng ta vào trường học khóa của cái buổi học mà môn học mà chúng ta cần nghiên cứu đó là Vipassana. Mà hôm nay là chúng ta học cho xong về cái phần mà hiểu biết hết tất cả, nắm bắt về Vipassana. Xong phần bên ngoài ta có hai phần, ngoại phần với nội phần. Cái phần thứ ngày mới á, thì các quý tăng, quý ni á, là chúng ta nắm phần nội phần. Hôm nay chúng ta nắm ngoại điển, ngày mai chúng ta nắm nội điển của Vipassana. Cái chương trình học đó chúng ta cần phải phối hợp với nhau cho nó chặt chẽ. Vì chúng ta có phối hợp với nhau á, chúng ta mới làm việc mới được. Và cái thời gian chúng ta cũng gần hết rồi. Chúng ta cũng còn bao nhiêu ngày nữa là chúng ta bắt đầu vào thực tập. Do đó đó, thì bữa nay chúng ta học bên ngoại điển về Vipassana, những gì cần thiết bổ túc cho nó. Và cái ngày mới là chúng ta nắm bắt những cái gì là của tứ niệm xứ: thân tùy quán, thọ tùy quán, tâm tùy quán và quán tùy quán. Thì những cái đó đó là những danh từ mà quý Chư Tăng quý ni chúng ta khó mà nắm bắt được, thì chúng ta phải cần có cái kỹ thuật. Mà cái này á, là chỉ riêng ở lớp này thôi, chứ đó giờ sư đi tới chỗ khác nó không có. Chỉ có lớp ở đây thôi. Quý tăng quý ni đồng ý không? À, chúng ta ngày mới á, mỗi một vị tăng, một vị ni lên lớp á, là phải có bốn cái bao. Sí, 1, 2, 3 và 4. Mà bốn cái bao như vậy nó phải có cái zipper ở trong đây, làm mình lóc nó lại chứ không nó gớt, phải không nè? Ngày mới là các quý chư tăng, quý chư ni phải có bốn cái bao. Sư không có nói tới quý Phật tử, tại vì sư không biết quý Phật tử có hay không nữa. Nhiều khi quý Phật tử không có, chư tăng thì có thôi. Biết chưa? Do đó đó thì chúng ta sẽ có cái kỹ thuật, tại vì nó không còn cái cách nào khác hơn. Vì cái thời gian đó, ông viện chủ cũng như là vị trưởng ban trường hạ tại đây á, nói là sau khi 12 ngày này ra là quý tăng quý ni đạo quả niết bàn hết rồi. Cái này là một cái lệnh quả tóc. Quý tăng quý ni phải cho phép, phải xin phép là chúng ta phải là teamwork, phải làm cùng hợp tác với nhau làm. Chúng ta đồng ý không? Im gù. Bao để làm gì mà mới biết? Vô cùng bí mật. Phải không nào? Nhưng mà chúng ta có đồng ý là chúng ta phải teamwork không? Hợp tác nhau làm việc nè, có không? Đồng ý không? Nói im gù à. Đồng ý. Mà chúng ta teamwork á, là phải là smart work chứ không phải là hard work, phải không nào? Đồng ý chưa? Bên này không có nói tiếng Bali nữa. Hôm qua bị nói Bali nhiều quá không được, bên này phải đổi qua cái cách nói khác. Bên này do đó đó là chúng ta phải trí tuệ hơn, và chúng ta phải động não hơn. Và những cái gì mà sư trình bày, quý chư tăng quý chư ni á, cần phải ghi chép liền, ghi chiếc chép liền. Để khi ngày mốt á, là chúng ta phải có bài kiểm tại đây. Học mà không thi làm sao biết được kết quả. Sí, đồng ý chưa? Chúng ta phải đồng ý. À, báo trước, chúng ta phải báo trước. Chứ ta không có đánh lén, không có đánh lén. Đánh ngay thi công khai vậy đó. Bữa nay ta học nội ngoại điển, ngày mai ta học nội điển, ngày mốt ta thi. Và từng tự bắt người nào thì bị đó phải lên trình bày đứng trước. Trời, chứ nghe thấy ghê quá à. Nè, phải làm cho xong. Và chúng ta khi mà
mà ngày mốt mà chúng ta thi xong rồi đó, kết quả rồi đó là qua cái phần lý thuyết mà thôi, chúng ta còn phải qua phần thực hành nữa. Tại vì ta phải đi đôi, học phải có hành, lý thuyết và đi qua thực nghiệm, phải đi thực nghiệm. Thực nghiệm để mà chúng ta mới thực chứng được. Chúng ta đồng ý chưa? Thì chỉ có cái cách đó chúng ta mới nắm bắt được 12 ngày lệnh quả tóc của Ôn Viện Chủ mà thôi. Đồng ý không? Nghe buồn quá. Bên này xí xí à, nó nhỏ nhỏ, không dám nói là. Rồi chưa? Này chúng ta bắt đầu khẩn trương ta làm. Thì quý tăng quý ni, chúng ta cần phải có cái quả địa cầu. Mà cái quả địa cầu này chúng ta sẽ trình bày đầy đủ chi tiết hết. Đó là chỉ là phần ngoại điển mà thôi. Cái này là sư chỉ phát họa. Mà cái này nếu mà chúng ta vẽ ra mà đầy đủ chi tiết, chúng ta sẽ có một cái hoa mạng đà la. Hoa mạng đà la mà quý tăng quý ni thường nghe nói đó, thực sự ra chỉ là một sự ôn tập giáo pháp Đức Phật gom lại trong đó cho chư tăng nắm bắt tại đó mà thực hành. Nhưng mà ngày hôm nay hoa mạng đà la được dùng qua một sự phù phép thần linh, linh thiêng, chứ thật ra tất cả những lời dạy của Đức Phật được nằm tại nơi đó. Nếu mà sư triển khai cái này ra thì nó còn hơn cái đó nữa. Và quý tăng quý ni, hôm nay chúng ta khẩn trương, chúng ta làm cái điều này ha. Rồi chưa? Chuẩn bị chưa? Hôm qua là chúng ta cởi ngựa xem qua xong rồi chưa? Rồi em cô à, bữa nay chúng ta bắt đầu là hai qua. Trời ơi, mới vừa cởi ngựa xem qua, bây giờ hai qua. Không dám đâu, hãy để nguyên đó. Hãy để nguyên đó mà thưởng thức chứ không được hai. Quý tăng quý ni không có nên làm điều đó. Nghe chưa? Sư có cái đặc tính kỳ lạ lắm. Là hoa sư thích nhìn chứ không có cắt đem lên cúng dường Đức Phật. Mà sư nghĩ Đức Phật ngài cũng có đòi điều kiện đó phải cúng dường hoa khi hôm qua còn đang tươi ở gốc cây đó. Ha, vì do đó đó sư chú thích nhìn hoa mà thôi. Mà không có cắt hoa để cúng dường Phật. Vậy nào, tụ bắt tuy nhân nhân tự túy, nhân bắt học, à không nè, nhân bắt học đó, bắt chi lý, nhân tự túy hay là qua bắt mê nhân, nhân tự mê, chúng ta phải biết, tụ bắt tuy nhân tự túy, qua bắt mê nhân tự mê, qua chẳng làm cho ta mê, chính ta tự mê qua, rượu chẳng làm ta sai, chính ta tự làm sai. Chúng ta nói ta biết chưa? Rồi thứ hai là chúng ta trước khi vô học á, thì khi mà sư mới vừa đi vô xuất gia á, thì sư phụ sư đó là hồi xưa ra con nhà nho, sau được đức xuất gia người chú là người thầy, là người sáng lập ra chùa Kim Quê ở Sa Đéc. Và nè, chú của ngài rồi quế ngủ ngài đi tu, ngài đi tu xong xuôi ngài đức xuất gia bên hệ phái Bắc Tông, ngài được pháp danh là Thích Huệ Lực. Sau một thời gian 29 tuổi đó thì ngài đi qua bên Nam Gia, ngài thọ với giới Nam Tông, ngài tên gọi là Tịnh Sự San Takicho. Thì khi mà ngài vô, mà lúc mà sư vô sư xuất gia sẽ đi tu đó, lúc đó đó còn xí xì ngó qua nghe là lúc đó 19 tuổi sư đi vào con đường đi tu, là lúc đó năm thứ nhất còn xí mình xí xì thì sư còn dẫn nhỏ bé với mẹ ba sư chứ gì nào. Nguyên là do đó đó thì sư đang học sinh lý sinh hóa có năm thứ nhất của trường đại học y khoa, mà hồi nhỏ thì học trường La Santa Pe của trường Tây. Thì khi mà sư vô đó, sư nhìn trên cái bảng của giảng đường của chùa Siêu Lý, lúc đó ngài để câu tấn đạo nghiêm thân tam thường bất túc. Nghe quý tử nghe kịp ha, quý tăng ni nghe. Tấn đạo, cái này là ai cũng biết hết nè. Tấn đạo nghiêm thân, đúng không? Tam thường bất túc. Tam thường bất túc, đúng không? Không ai trả lời hết rồi. Quý tăng quý ni có nghe cái này phải không nè? Không nghe. Tấn đạo nghiêm thân tam thường bất túc. Cái sư mới viết cái câu thứ hai cho sư phụ của sư. Tam học nghiêm mặt. Tam học nghiêm mặt. Tam học nghiêm mặt. Tất cần thường túc. Tất cần thường túc. À, sư phụ nói tấn đạo nghiêm thân tam thường bất túc, sư nói tam học nghiêm mặt tấn cần thường túc, ba điều học cần phải luôn luôn có là gì? Giới định và tuệ. Rồi chưa? Tam học nghiêm mặt thì
tất cần thường túc luôn luôn phải có, chứ không thiếu được, không thiếu một mặt mặt vế nào cả, không vế được mặt giới, mà không thiếu được giới định, mà con không thiếu vế được vế tuệ. Ngày hôm qua sư có trình bày với chư tăng với chư ni là con đường mà giáo pháp Đức Phật để lại cho chi tam học phải không nè, giới định và tuệ. Hôm nay chúng ta đi sâu vào trong đó, đó chỉ mới là ngoại điển là thôi, chúng ta đi qua văn phần đó. Thì khi mà chúng ta nói tới học Vipassana hay là chúng ta học tới thiền thì chúng ta có hai môn pháp ta gọi là chỉ và quán, phải không nào? Chỉ và quán, chúng ta phải có một cái bản đồ để chúng ta nương vào nó. Chúng ta vẽ một cái vòng tròn giống như nãy sự trình bày với chư tăng chư ni á, chúng ta phải có cái kỹ thuật và chúng ta phải có cái key và chúng ta phải có phương pháp hay chúng ta phải có bản đồ chúng ta mới đi được. Còn nếu mà không á thì chúng ta cứ mênh mang đi trong cái rừng phiền não trong dòng sanh tử luân hồi hoài. Cho đó đó, cái này là cái bản đồ cho quý chư tăng quý ni chúng ta nắm bắt nên là cũng như các quý Phật tử. Sư thì vẽ dụng về nơi đó đó thì nó sư vẽ cái vòng tròn không được khéo và chư tăng quý ni thông cảm giùm cho, đúng chưa? Phải chưa? À rồi, cái vòng tròn thứ hai chúng ta sẽ vòng một cái vòng tròn thứ hai nữa để cho nó khuôn lại. Chúng ta vòng cái khuôn thai rồi chúng ta bắt đầu chia làm hai ra, chỉ và quán. Chúng ta chia làm hai cái bản đồ nó ra, có chưa? Bữa nay cho ta học vẽ ha, hả chưa? Rồi chúng ta cái bản đồ thì phần nửa phần trên chúng ta chia làm ba phần, chúng ta chia làm ba phần, nửa phần dưới ta chia làm ba phần, nửa phần dưới ta chia làm ba phần, rồi chưa? Cái phần ở giữa chính quy mà chúng ta cần nắm bắt được đó là giới định và tuệ. Giới định và tuệ chúng ta cần phải biết, rồi chưa? Khi mà giới năng sanh định, định năng sanh tuệ, như thế thì ta nghe cái câu nói thường quen, nhưng mà con đường nào mà làm sanh phát hành trí tuệ, chúng ta nó có ba là vắng tứ tu, rồi chưa? Mà con đường mà tu tập về giới làm sao cho ta được hoàn hảo, làm sao cho ta được hoàn chỉnh, con đường giới đó làm sao cho ta được viên bích hoàn và tốt đẹp, thì giới thì phải có thù chế diệt. Chúng ta có thù chế diệt, thù chế diệt, rồi chưa? Quý tăng quý ni, cô biết cô ni có thấy không? Giết mà sư còn không thấy nữa mà, trời đất ơi, giết thì sư còn không thấy sao biết được. Nên nó hỏi là hỏi để trả lời luôn đó. Nên chưa, đọc lại thông cảm mà là nếu mà không đọc lại thì sao đem kiến mất kiến nữa, mất cái quả báo. Và đọc nè, giới định và tuệ. Vế bên thứ hai văn tư tu, cái vế bên tay trái thù chế diệt, rồi chưa? Rồi chưa? Rồi chúng ta nắm được rồi ha. Rồi chúng ta bắt đầu triển khai cái vế thứ dưới đây. Đây là con đường mà chúng ta chỉ tu tập về chỉ mà thôi. Con đường tu tập về chỉ xuống tới phần quán, chúng ta qua phần quán đó thì chúng ta mới ra được cái đó. Thì khi ta biết rằng là tam học để diệt tam độc, tam học để diệt tam độc, chúng ta chỉ nó xuống như này đó. Tam độc nó là gì? Tham, sân và si. Chúng ta biết rồi. Ô, cái lớp học này quá hay. Ôi, ai còn mở xenophone nó quá hay hơn nữa. Tham, sân, si. Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi cái thứ hai, khi mà chúng ta nói tới cái phần mà tam học như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy con đường mà tu á, chúng ta tu á, nó có nhiều phiền não lắm. Chúng ta để đây là phiền não. Phiền não, những sự cột trói chúng ta, người ta gọi là kiết sử. Và những cái thói quen chúng ta lặp đi lặp lại, ta gọi là lậu hoặc. Lậu hoặc. Thì bên đây á, thì chúng ta mới thấy á, khi mà chúng ta thu chế diệt đó thì chúng ta thường hay đụng vô cái chuyện chi, thường là đụng vô cái gì? Chúng sanh già chết khổ sầu bởi do pháp lậu dẫn đầu là vô minh. Và đó chúng ta mới đầu đây là gì? Vô minh. Mà vô minh gốc đó là gì? Ái dục. Rồi kế kích nữa là gì? Kế nữa đó là gì? Chấp thủ. Chúng ta cứ giữ lấy đó mà không buồn. Do đó chúng ta ra được bản đồ rồi chưa? Chính như vậy thì khi mà chúng ta tu về thiền quán là chúng ta phải biết cách giải quyết cái khi đó, cái phương pháp đó mà chúng ta triển khai cái bánh xe nó quay. Mà khi nó quay á, thì nó mới ra được cái phương thức mà chúng ta làm việc. Phiền não, kiết sử và lậu hoặc.
cột trói chúng sanh trở lại, và vô minh, ái dục và chấp thủ không buông bỏ làm chúng sanh chìm đắm ở trong tam giới. Chúng ta thấy rõ như vậy, bởi góc độ là gì? Tham, sân và si. Do đó khi mà chúng ta muốn tiến tu như vậy đó, thì chúng ta phải có bốn cái phương pháp để hiện bài ra. Thì chúng ta làm một cái bàn, đó là cái gì? Cái bàn đế giữ cái viên ngọc này lại. Thì tăng quý ni kịp ha. Và bốn cái phương pháp đó là gì? Thân tùy quán, thân tùy quán, thọ tùy quán, tùy anupassana, anupassana chút mà sửa ra là cho tùy thân, tùy như là tùy tùng đó, còn tùy tùng đó ra nè, quán tiếng không được nói trên Bali, tên nói mà không có được, bây giờ thôi không dám nói, chứ thực ra nó là kaya anupassana, vedana anupassana, citta anupassana và thamma anupassana. Nhưng mà nghe na 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 hoài thôi mệt quá, thôi giờ nói Việt Nam thôi, nghe chưa, nay không được nói tiếng Bali nữa. À, cái lệnh trên xuống nghe chưa, thân tùy quán, thọ tùy quán, tâm tùy quán, tâm tùy quán và pháp tùy quán, pháp tùy quán. Với cái đế, với cái đế này nó hứng cái viên ngọc này lại, thì khi mà viên ngọc này nó xoay, quý tăng quý ni nhìn thấy khi mà viên ngọc nó xoay nó phải phát ánh sáng ra. Khi mà phát ánh sáng ra như vậy đó thì nó ra sáu màu, như Đức Phật ngài phát ánh sáng là sáu màu, không nè quý tăng quý ni, chúng ta nhớ không, ánh sáng của Đức Phật là sáu màu, như những còn ngọn cờ Phật giáo chúng ta có sáu màu, phải không nè. Ngày hôm nay mà chúng ta chưa có hiểu được cái ánh sáng sáu màu của Đức Phật đó thì chúng ta rất là thiếu sót. Khi mà ngài ngồi dưới cội cây, ngài chứng đắc đạo quả, ngài suy nghĩ về pháp, lúc đó ngài nhất thiết chủng trí, ánh sáng của ngài phúng thủa là kim thân của ngài ra sáu màu, mà hôm nay tượng trưng là cờ Phật giáo. Thì khi mà quả đi cầu nó xoay như vậy nè, viên ngọc này nó xoay như vậy đó, thì sáu màu nó phát ra như vậy đó, thì sáu cội nó không được tới ta: địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sanh, nhân loại và thiên giới. Chúng ta sáu cổ luân hồi được chấm dứt. Rồi chưa? Đó là chúng ta hôm nay cần phải đi vào nội điển này, ngoài điển cái này cho chắc. Rồi chưa? Thì chúng ta quay trở lại ha. Với khi mà cái quả đi cầu này mà chỉ vào quán, mà chúng ta tu tập giới định và tuệ, văn tư tu và thu chế diệt, nó sẽ xoay cái tham sân si chúng ta bay ra ngoài, và cái trạng thái vô minh, ái dục và chấp thủ chúng ta bị rớt xuống, và phiền não kiết sử là hoặc chúng ta diệt tắt. Do đó thì chúng ta lấy con đường là thận tùy quán, thọ tùy quán, tâm tùy quán và pháp tùy quán, mà chúng ta xoay như vậy đó là bẻ gãy sáu nẻo luân hồi trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Rồi chưa, đây là bản đồ. Rồi chúng ta bắt đầu đi vào chi tiết, chúng ta bắt đầu đi chi tiết. Cả một ngày chư tăng ni được nhiều thời gian để mà lao động nè, chấp tác nè, rồi nghỉ ngơi nè, rồi xem qua xem cảnh. Hôm nay chúng ta có tiếng rưỡi để ta học thôi, cho chư tăng ni phải cố gắng động. Động nào? Nhiều quá hả? Cố gắng động đã, chúng ta phải cố gắng động não ha. Rồi chúng ta xóa cái này ra, bắt đầu ta xóa cái này ra, bắt đầu ta vẽ cái bản đồ mandala này lên. Rồi chưa? Bản đồ mandala này nó bắt đầu được đi ra một cách rất là chặt chẽ, rất là chặt chẽ. Và khi mà mỗi cái chặt chẽ như vậy đó là chư tăng với ni hay là không có thể nào bỏ qua được một phần nào hết đó. Vì thế thì chúng ta khai thác cái điểm chính này trước: giới định và tuệ, tam học hay là tam vô là học, để diệt trừ tam độc là tham sân si. Chúng ta biết rồi đó, phải không nè? Để diệt tam độc tham sân si, để diệt trừ mỗi lậu hoặc, hay là tam vô lậu học, tức là khi mà ta thực hiện giới định tuệ này, mỗi lậu hoặc được bị diệt trừ. Lậu hoặc nó có bốn là dục lậu, kiến lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Chúng ta biết như vậy đó, từ từ chúng ta sẽ giải thích. Chúng ta đi tầng thứ nhất, chúng ta mổ xẻ cái này ra. Bắt đầu cái này nó bắt đầu ra nhánh. Quý tăng cái này nghe kịp không? Chúng ta gây nhánh, nó bắt đầu nó ra cái nhánh. Bắt đầu mới bắt ra chia nhánh ra, như cây mà chúng ta đã trồng xuống đó, rễ nó bắt đầu nó mọc ra. Được chưa? Giới chúng ta nó có mấy giới? Chư tăng chúng ta có mấy giới? Chư tăng chư ni chúng ta có mấy giới? Rồi nói ra một hồi nghe xỉu liền nha, nghe một hồi xỉu đó.
Chứ tăng chứ ni chúng ta có mấy giới? Hai cái chân sư bắt đầu rung rồi. Phải chưa? Dạ. Sư xin phép để thỉnh hỏi đại chúng tăng và chúng ni, chúng ta có mấy giới? Dạ. Dạ thưa không, không phải 250 giới. Không có đúng. Dạ, không có đúng. Dạ, bên đây bên chúng ta có bao nhiêu giới? Hả? 227 giới. Dạ thưa không. Dạ không đúng. À, cái đó chết rồi chưa? Đó. Ta học không xong á thì ta vô trong cái quán chỉ và quán không được. Giới luật là nền tảng hay là mạng mạch của Phật giáo. Do đó, người tăng gì ni chúng ta phải nắm vững giới luật. Nếu chúng ta không nắm những giới luật đó, chúng ta cứ đếm số đó là không phải. Giới chúng ta chỉ có tứ thanh tịnh giới. Tứ thanh tịnh giới, bắt đầu chúng ta ghi xuống tứ thanh tịnh giới. Bốn cái giới cần thiết yếu. Từ đó chúng ta mới bung ra. Chúng ta mới bung ra là giới 227 giới hay là 250 giới, đó là cụ túc giới hay gọi là đại giới hay là biệt biệt giải thoát giới, ba thì một kha. Chúng ta phải ghi vào nè. Biệt biệt giải thoát giới. Được chưa? Đó là một giới mà thôi. Cái giới thứ hai là chúng ta phải gì? Thu thúc lục căn. Thu thúc lục căn. Giới thứ ba là chúng ta phải nuôi mạng chân chánh. Nuôi mạng chân chánh. Giới thứ tư là chúng ta phải biết quán tưởng tới vật dụng. Ba thời. Đó ta gọi là gì? Tứ thanh tịnh giới. Người xuất gia tỳ khu ni chúng ta càng phải biết. Đồng ý chưa? Nếu chúng ta nói biệt biệt giải thoát giới, chúng ta chỉ đứng có một giới đầu mà thôi. Chúng ta chưa có giới thứ hai là tứ thanh tịnh giới, mà chặt tú với su thí si la là chúng ta phải có bốn giới. Tứ thanh tịnh giới là thứ nhất là biệt biệt giải thoát giới, là chúng ta phải biết nè, bốn bất công trụ, 13 tăng tàng, hai bất định, ưng đối trị, ưng xả đối trị hay là ưng hợp pháp, chúng ta phải biết tập chân giác. Rồi chưa? Đó chỉ mới là biệt biệt giải thoát giới hay là ta gọi là cụ túc giới cho người xuất gia đủ 20 tuổi xuất gia trở lên. Tức là biệt biệt giải thoát giới. Nhưng giới thứ hai để chúng ta trở thành một vị có giới luật và sống trong nền tảng của sự thanh tịnh đó là chúng ta phải biết thu thúc lục căn. Thứ ba nữa là chúng ta phải nuôi mạng chân chánh, là người xuất gia về tỳ khu phải tránh xa 22 điều tà mạng. Và thứ tư là chúng ta phải biết quán tưởng tứ vật dụng, vật thực, y áo, thuốc men và chỗ ở ba thời, trước khi dùng, ngay khi dùng và sau khi dùng, khi mặt trời, trước khi mặt trời lên mà chúng ta thấy chi tai mà chúng ta không quán tưởng xong thì chúng ta thiếu nợ của đàn na tính thi. Và đó là chúng ta phải biết tứ thanh tịnh giới, cái điều đầu tiên chúng ta phải biết cái đó. Và khi chúng ta nắm được cái đó thì giới mới năng sanh định, giới năng mới sanh định, mà định mới năng sanh tuệ. Mà nếu chúng ta không vững cái giới đó coi như lỏng. Cẩn thận, hôm nay chúng ta ôn lại tất cả những cái này bên ngoài, mà chúng ta làm nội ngoại điển xong đó chúng ta mới vô nội điển được, vô trong góc này chúng ta mới bung ra được thân thọ tâm pháp. Tại vì sao? Khi chúng ta đi đến với con đường đạo quả, khi chúng ta đi đến với con đường mà gọi là muốn được giải thoát, chúng ta phải có một niềm tự tin và chúng ta phải tự chủ được chính mình và không có lung lai sợ hãi trước một áp lực của bát phong tám ngọn gió đời làm chúng ta bị lay chuyển. Niềm tin chúng ta phải vững chắc, với tâm chúng ta phải vững chắc. Chúng ta không có gì đó cho ta lung lai. Nhớ ta không vững vàng đó, ta nghe ai nói ta cũng không. Chúng ta làm sao ta có niềm tự tin, làm sao ta có niềm tự chủ? Còn chưa kể nữa, khi ta vào trường già, ở nơi đó nó chỉ còn là bóng tối và Amanusa là phi nhân. Lúc đó nó còn sợ hãi hơn con người nữa. Mà sợ hãi hơn con người đó là bóng tối hay là phi nhân, mà còn sợ hãi hơn nữa là nội tâm chúng ta không được trong sạch, sử dụng chúng ta không được vững chắc. Lúc đó ta còn kinh hoàng hơn là ma nó chưa tới mình nữa. Do đó, quý tăng quý ni, chúng ta phải biết là con đường quả, mà cửa ngõ mà muốn vô, chúng ta phải đi qua con đường giới định và tuệ. Mà khi đường vô giới định và tuệ, sư nói chậm có nghe kịp không? Sư nói chậm có nghe kịp không? Ủa nhanh, quên. Vì hậu nói chậm không? Rồi khi nào nói chậm, nó nhanh nó chậm lại. Ok, nghe chưa? Giới năng sanh định. Giới cần phải biết. Tứ thanh tịnh giới chúng ta cần phải nắm. Nếu mà chúng ta không có tứ thanh tịnh giới này, chúng ta không có tự tin cho chính mình, chúng ta không tự chủ được cho chính mình, làm sao mà tâm của mình an trú và định được?
Gạ chưa? Rồi, chúng ta qua được cái phần đó. Tứ thanh tịnh giới, nền tảng nào để giữ giới? Nền tảng nào để giữ giới? Rồi, tiếp tục. Chư Tăng như này, cho sư nghe. Nền tảng nào chúng ta để giữ giới? Rồi, em khô rồi, ngó. Dạ, sư nghe. Dạ, thân khẩu ý đó là cái cửa ngõ. Nhưng mà cái nền tảng bên trong cái thân khẩu ý là cái gì? À, bắt đầu rung rồi. Rung rồi. Nền tảng nó có 5 nguyên nhân hay là 5 cái nền tảng để giữ được giới? 5 cái nền tảng để giữ giới. Thứ nhất, người muốn giữ giới được trong sạch là người đó phải biết tàm, những biết quý. 5 nhân sanh giới. 5 nhân sanh giới mà ta giữ giới mới được. Còn nếu chúng ta không có nhân này sinh lên đó, ta lỏng giới liền. Thứ nhất là chúng ta phải biết tàm và biết quý, biết ghê sợ và biết hổ thẹn, thì xấu, thì ác. Đó, chúng ta phải có. Cái thứ nhất là chúng ta phải căn bản đó, là chấp tiếp biết hổ thẹn và ghê sợ, điều xấu, điều ác vì thân khẩu ý của ta. Chư Tăng như này đồng ý chưa? Nếu chúng ta học giới mà chúng ta không có cái nền tảng đó thì sự giữ giới đó chỉ là một hình thức. Chúng ta phải qua cái đường tạm và quý. Và thứ nhất là tạm, thứ hai là quý, thứ ba là phải biết thương mình, phải tự thương mình, phải biết thương mình. Nếu mà không biết thương mình là ai thương mình đây? Thứ ba, thứ tư là phải biết nhẫn nại. Phải biết nhẫn nại để mà giữ giới cho được. Phải cam nhẫn. Nếu mà không đó, giới nó ràng buộc chúng ta phát nóng lên. Do đó nó phải tham nhẫn. Giới luật nào Đức Phật đặt ra, chúng ta thấy khó mà giữ, chúng ta phải cam nhẫn. Rồi cái thứ tư, nền tảng giữ được giới là nhẫn nại. Cái thứ năm nữa là gì? Là luôn luôn phải có chánh niệm, phải có sự ghi nhớ là chúng ta có học giới, chúng ta có điều giới. Do đó nó năm nhân này là nền tảng để duy trì tứ thanh định giới này cho người xuất gia được tồn tại và được bền vững. Và nền tảng đó, giáo pháp hay là Phật pháp, được xuyến dương và được lưu truyền lâu dài. Giáo pháp, giới luật là nền tảng, là mạng mạch của Phật pháp. Nếu chúng ta không giữ được cái đó, không có giữ được mạng mạch của Phật pháp được lâu dài. Do đó chúng ta muốn lấy cái tứ thanh định giới là chúng ta thọ. Nhưng mà trước khi ta thọ đó là chúng ta phải biết năm cái nhân này. Năm nhân này yếu tố tất yếu làm căn bản để đưa tới giới. Thứ nhất là phải biết tàm và quý. Người mà vô tàm vô quý thì người đó không có giá trị. Ở ngoài thế gian ta gọi là người không có liêm sĩ. Thế sao chúng ta nghe vậy đó? Mà chúng ta không biết thương mình, ai thương mình? Chúng ta phá giới ta đi địa ngục, ai thương cho mình đây? Chư Tăng Nguyên này đồng ý không nè? Mình phải biết thương mình và mình biết nhắc nhở cho mình và biết sát tấn mình lên. Cái thứ tư nữa là phải nhẫn nại trong tham, nhẫn nại trong sân, nhẫn nại trong si để chúng ta giữ giới mới được. Có những sự cám dỗ hay là có những sự thách thức chúng ta phải vượt qua, chứ không khuyết không nhẫn nại đó giữ giới chúng ta bị phá hỏng quỷ liền. Cái đó là thứ tư, và luôn luôn chúng ta phải có cái sự ghi nhớ và không được quên mình niệm, phải có cái sự ghi nhớ. Do đó đó, khi chúng ta đi tới con đường mà tứ thanh tịnh giới, là con đường để đi tới con đường thiền Vipassana, là chúng ta phải đi nền tảng đó trước, cái foundation chúng ta vững chắc, chúng ta mới xây cái căn nhà đó lên mới được. Rồi chưa? Như thế thì biệt giải thoát giới chúng ta phải giữ vì ta có tàm có quý. Thu thúc lục căn chúng ta phải giữ là vì ta có tàm có quý và ta biết thương mình. Ta phải nhẫn nại. Và nuôi mạng chân chánh, chánh xa 22 điều tà mạng của người xuất gia, là chúng ta phải biết thương mình và biết tàm của quý. Ta nuôi mạng chân chánh để ta làm cái được đi lại chánh mạng thì có chánh nghiệp. Do đó chúng ta phải nhắc nhở và ghi nhớ luôn không quên. Cũng như vậy, quán tưởng trước khi ta dùng vật thực, trước khi ta ăn vật thực, ngay khi ta ăn vật thực và sau khi ta ăn vật thực, ta biết quán tưởng ba thời. Ngay khi ta mặc y, chúng ta phải biết quán tưởng ba thời. Trước khi ta mặc y, ngay khi ta mặc y và sau khi chúng ta mặc y, chúng ta phải biết quán tưởng ba thời. Trước khi mặt trời lên, khi mà chúng ta thấy được mặt nó chỉ tay, chúng ta phải quán tưởng kịp thời, chứ không người ta là thiếu nợ của đàn nà tinh thế. Và chúng ta thấy rằng là càng thiếu dục tri túc chừng nào thì lúc bây giờ thì chúng ta càng ít thiếu nợ của đàn nà tinh thế bấy nhiêu. Nếu như chúng ta cứ bung ra với cái trạng thái không có thiếu dục tri túc á, thì con đường mà chúng ta tu tập về giới chúng ta thiếu nợ mãi mãi. Nhưng mà thực sự đó
là sư nói với chư Tăng Như Ni ra đó, là sư nói cho chính sư thôi, chứ không có nói với chư Tăng Như Ni đâu. Tại vì chư Tăng thì mặc đồ đen, mà Như Ni mặc đồ lam, không có giống như con bò. Cái màu con bò là màu của sư. Hồi xưa Đức Phật Ngài là có một cái câu chuyện đó, là Ngài đi tới một cái làng đó, ai cũng đóng cửa hết trơn à. Cái Đức Phật Ngài mới nói, ủa, bữa nay Như Lai đi bác hết thật, không ai mở cửa hết á. Thì Ngài mới tới, mình mới gõ cửa một gia chủ, đó là Phật tử của Ngài. Ngài nói chứ tại sao trong làng hôm nay không có người nào mở cửa mà sinh hoạt bình thường, mà đóng cửa tắt hết tất cả cái cửa hẻo, ngõ hẻm, cái đường hàng rào gì đóng hết, mà không có đón rước chứ Tăng, cũng không đón rước Như Lai. Thì vì vậy Phật tử mới ôn đồ, mới dình bài với Đức Phật. Phật Đức Thế Tôn, chúng con bây giờ đó, giờ con thấy con bò đi ngang qua, con cũng sợ nó, chứ đừng nói thấy ông sư nữa. Cái Đức Phật nó, sao vậy? Tại vì sao? Chư Tăng tới quấy nhiễu con nhiều lắm. Y mới vừa gách chút xíu, không có giá, rồi y mới. Cái bát mới lộn chút xíu, không có hàng, không có giá. Rồi làm cái bát mới, cái gì cũng đòi mới đó. Tụi con hớt thì giờ để mà lo sinh hoạt gia đình, vợ chồng con cái của tụi con nữa. Còn lo đầu tắt mặt tối lo, y lo áo lo, mà trời ơi, chư Tăng biết đó. Tụi con đâu còn gì mà để tụi con sống. Do đó tụi con gặp mấy chư Tăng tới, tụi con chạy trốn. Nên cái y này nguy hiểm hơn là áo lam, người ta đâu thấy là con bò đi tới đâu. Chư Tăng Nguyễn Ni kịp cả. Do đó đó là cái trạng thái mà chúng ta không có thiếu dục đi túc á, là chúng ta kẹt lắm. Chúng ta không có biết nhẫn nại, không biết nhẫn nại trong cái sự sống của ta. Chúng ta tu tập mà chúng ta không có biết nhẫn nại trong sự trí túc của chúng ta, trong sự hiểu biết của chúng ta đó. Chúng ta cứ đòi hỏi hoài đó. Ồ, Phật tử không chịu nổi thì người ta tu cũng không được. Tại vì sao? Họ không có tới gần với ta nữa. Chứ ta nguyên này kịp không? Nhìn sao ta ngồi thiền quán được? Họ là cái thành trì, họ bên ngoài họ bảo vệ cho ta, để cho ta nhập thất, người ta ngồi thiền ta mới được chứ. Bây giờ mình làm cho họ, họ chạy trốn hết rồi. Vậy nè, khi sư tới đất nước Hoa Kỳ này đó, thì sư khổ lắm. Hồi xưa ở bên Việt Nam, ồ, sư có đầy đủ hết. Được làm việc lớn, rồi làm đi, làm chứng giáo hội, được người ta cúng dường, ồ, đầy đủ hết. Qua tới bên nước Mỹ này, chẳng tài. À, đó, cười không? Cái này là cười trên sự đau khổ của sư rồi. Thấy không nè, chẳng tài. Còn thì khi mà chẳng tài vậy đó, thì có một người Phật tử thương cũng có, cũng còn sụt một phút gì an ủi. Cái họ thấy sư không có cái gì hết trên đó, họ mới nói chứ, mà ngay cả giờ giác sư con không biết nữa. Cái họ nói chứ, để cho con cúng dường cho sư một cái đồng hồ nha. Cái sư nói, không được, nhà sư không có đeo đồ trang sức. Nhà sư không có mang mấy cái đó, hai tay chùi lũi à. Nhưng như Đức Phật sư tay chùi lũi không có gì nữa. Không sư ơi, ở đây á, giờ giấc là time is money. Nếu mà sư phải biết, nếu mà sư mà không có biết cái giờ giấc đó là nguy hiểm lắm. Tới cái giờ mà ta họ hẹn appointment để đi thi mà thi green card đó, thẻ xanh đó, mà sư đi trễ một cái là nó cho sư cancel luôn đó. Nên sư phải có đồng hồ. Cái sư mới nói thế này, sư mới nói, Đức Phật không cho phép nhà sư mang những đồ trang sức ở trên con người ngoài tâm y mà thôi. Cái thứ hai, bây giờ nở như Phật tử cho sư cái đồng hồ, thì như với cái hạnh chi túc của sư đó, thì Phật tử sẽ cho cái đồng hồ Casio, đồng hồ điện tử thôi. Nhưng mà tới khi mà sư mang đó, thì đồng nào, tiền nào thì của nấy. Người Mỹ nó dạy mình phải không nè, tiền nào của nấy. Mà nếu như á, mà đeo được thời gian đó, đồng hồ nó hư cái đó, sư ơi, sư cho con đổi cái đồng hồ khác, nó tốt hơn chút đi. Thấy không, cái đồng hồ này đeo cái chung có xíu 3 năm nó hư rồi. Giờ cho con đổi cái đồng hồ này xài được 5 năm đi. Cái cục pin này 5 năm. Cái sư bắt đầu, được. Lui một bước, một cái tiểu giới thì nó thành ra một cái đại giới. Được, mai mốt đổi. Thì mai mốt cái đồng hồ nó bị rớt trong nước. Thấy không, sư thấy không? Dù sư phải đeo cái đồng hồ không có nước. Lúc đó bắt đầu lên cái gì? Patek Omega. Hay quá, cái lớp vừa mà nói xong cái lên Omega liền. Sư tự nói là Patek Philippe thôi mà. Thấy không? Rolex, Longines, rồi bắt đầu sinh ra một loạt. Mà Omega, phải đặt dưới đích Omega, phải có đài thiên văn, mà có ngôi sao mới đúng là cái hiệu Omega. Mà Rolex phải hiệu Sport, mới đúng là style, mới đúng là Rolex mới được à. Thành ra đó, không nên. Chẳng từ đầu, và ngưng từ bước đầu, mà không có. Để không có gì cả.
để chúng ta nhìn lại cuộc đời của Đức Phật, chúng ta bắt đầu mới cái thấy Đức Phật ngài nhẫn nại không. Sư xin phép được trình bày cho chư tăng ni chúng ta thấy ngài có tất cả khi ngài ở hoàng cung, ngài có tất cả khi ngài hoàng cung, ngài từ bỏ hết tất cả, ngài đi vào trang trạng thái không nhà khi ở trong rừng già 6 năm tu tập thành đạo đạo quả Phật. Rồi ngài có là cái tất cả sự cúng dường của các vị vua, vua Pasenadi, vua Achatasattu, vua Bantunak, vua Sathế, ông Cấp Cô Độc và Visakha, nên ngài có tất cả và ngài ra đi niết bàn không mang gì cả. Rồi bữa nay bắt đầu cởi hết đồng hồ bỏ xuống hết rồi, tôi biết buổi chiều nay đã bỏ hết cho là biết Phật tử hết. Thế mà tôi thấy không, thấy rằng mấy chúng ta người đi thấy mà mình không hiểu, mình không theo nói bước theo người cha của mình. Cha mình là như vậy đó, thương một vị vua chứ không phải một vị thái tử. Ngài đăng cai lên làm vua lúc 16 tuổi chứ không phải là ngài ra đi như một vị thái tử, ngài ra đi như một vị vua có tất cả từ ngai vàng để rồi sống trong rừng già không có gì cả, thiếu suốt thôi, hơn một đời sống một con người bình thường đó, không có nhà xi, không nhà vệ sinh. Sáng này xin nghe chia cái nhà xí giờ tăng rồi, trời xin nhớ tới Đức Phật xưa không có cái nhà xí nữa. Hồi xưa Đức Phật thì không có một cái điều kiện cơ bản của một con người nữa, ngài không có. Rồi sau đó đó ngài có là tất cả, ông Cấp Cô Độc dâng cho ngài, rồi bà Visakha Cấp Cô Độc dâng cho ngài Kỳ Viên Tự, bà Visakha dâng ngài Đông Phương Tự, vua Bình Sa Dương dâng ngài là Trúc Lâm Tự, rồi ngài cũng có hết tất cả. Hỏi em nè, ngài có đủ hết. Và vua cha Ca Tỳ La Vệ ngài về là sống xung trong nhung lụa đầy đủ cúng dường hết, và không biết bao nhiêu là cúng dường cho ngài, để còn ngài ra đi tại vườn Kusinara niết bàn nguyên tịch trên một tảng đá, trên một tảng đá không có gì cả. Quý tăng quý ni có không? Đừng có nói tại vì có Phật tử ngồi đằng sau lưng mình đó. Cái này vô cùng bí mật, đừng cho Phật tử nghe, thấy không? Sẽ nói cho nghe thôi, cái điều vô cùng bí mật đừng có nói cho ai nghe, vì người ta nghe người ta biết đó. Như sư có công sư đó, ổng nói sư đó, tôi nói với sư nghe đừng có nói cho ai nghe tôi bị bón, mà sư bây giờ sư đâu có nói đâu. Sư đâu có nói bây giờ đâu, nên người ta mới hiểu không. Do đó người ta đừng có nói cho Phật tử đằng sau lưng ta nghe, nghe chưa. Rồi chúng ta không có nhẫn nại á, người ta không nhẫn nại đó, mà cho ta không có ghi nhớ là ta đang người thọ giới đó, chúng ta phá giới màu lắm, nghe chưa. Phải năm cái đã trước khi là ta vô thiền quán, từ đây về sau là chúng ta bắt đầu là phải thu thúc lại, và bắt đầu chúng ta phải nhắc lại tứ thanh định giới lại, mà tứ thanh định giới này lại chúng ta phải có tàm quý lại, phải thu thúc lục căn. Hôm qua quý Phật tử lại gõ cửa sư, phải đi ra ngoài trời nó nắng tốt, sư ra lấy vitamin đi. Sư nói hồng, sư sợ đen, sư trống trong phòng không mà không được, sư quá đi ra ngoài vận động. Sư nói không được, sư ở ngoài, sư đi ra ngoài đường sư sợ lắm. Thì ra quý tăng quý này hiểu không? Không, người ta đang thu thúc lục căn mà, trời ơi, người ta trong phòng, người ta ở trong phòng, đâu đâu dám ra thu thúc lục căn. Bậc thánh có bốn điều nói, chúng ta học sống, học cách nói bốn điều thánh của bậc thánh. Bốn điều bậc thánh nói và không có nói gì khác. Biết, nói biết. Nghe, nói nghe. Tiếp xúc thì nói có tiếp xúc, và liễu tri, nói liễu tri, chứ không có nói gì khác hơn. Bốn điều. Cho đó chúng ta phải biết là khi nào chúng ta biết, ta nói, biết. Và ta nghe, ta nói nghe. Và ta có tiếp xúc, thì ta nói ta có tiếp xúc. Và ta có liễu tri, thì ta có nói liễu tri. Chứ ta không nói gì khác hơn. Đó là bậc thánh. Như vậy thì chúng ta càng thu thúc lục căn lại đó, thì chúng ta mới chế ngự được những cái tham sân si chúng ta đang nổi lên khi chúng ta ra bên ngoài cho tiếp xúc nhiều. Như vậy đó. Chúng ta nhìn đây nghe kịp không? Phải thương mình, ra đường nó nắng nó đen, do đó trong phòng nó trắng sáng hơn, nghe kịp chưa? Thì chiều nay không ai dám ra đường hết rồi, rồi học cái xong lớp bữa nay chiều nay không ai dám ra ngoài phòng, chú trong phòng hết. Hỏi ta sao? Thu thúc lục căn sư ơi, trời ơi, tu hành giới gì lục dữ nha, trời nó bắt đầu đó, nghe kịp ha, chúng ta nắm được chưa? Nghe chưa? Rồi chúng ta qua cái phần và niệm này. Khi ta qua phần niệm này, thì sẽ xóa được này chưa? Sẽ xóa được không?
Dạ, cảm ơn. Sư xin phép được xóa, cảm ơn. Dạ, nghe chưa? Chúng ta xóa cái phần này qua. Thì chúng ta bắt đầu vẽ cái mandala tiếp tục. Vẽ qua cái qua mandala thứ hai là cái đường định. Quý tăng ni kịp ha. Khi chúng ta lấy được kinh nghiệm này nè, chúng ta bắt đầu qua cái định này, nó kéo lên. Cái định này lên. Định này là chúng ta phải đi con đường gì là gì? Phải có chỉ và quán. Phải chỉ và quán. Mà con đường chỉ và quán này nó phải đi qua ba chi. Giống như là ở đây năm chi, hay không? Cái ba yếu tố, năm yếu tố để hình thành cái giới được trong sạch. Thì ở đây nó có ba yếu tố để hình thành cái chỉ quán này, được định được chọn dạng là gì? Niệm, định và tuệ. Thì chúng ta quý tầng này thấy không? Niệm nó câu qua bên đây, như qua đây. Rồi xong tới niệm sanh định, định sanh tuệ. Đó, chúng ta qua cái đó. Nghe chưa? Chúng ta qua cái đó. Nhưng mà khi mà chúng ta nói tới niệm định và tuệ, niệm định và tuệ đó là hai ba yếu tố đó hình thành chỉ và quán để chúng ta tu tập được đó. Chúng ta mai ngày mai chúng ta vô cái khu này nè. Nhưng mà xin nói là một lần nữa, chư tăng ni, những cái điều gì mà hôm nay xin nói và ngày mai xin nói, ngày mốt ta thi trắc nghiệm đó, thi kiểm đó nha. Xin nhắc lại chứ không quên. Bữa nay nói bao nhiêu, ngày mai nói bao nhiêu là ngày mốt là phải thi trắc nghiệm, thi bài cử, thi cử đàng hoàng ha. Đồng ý chưa? Rồi im ru nó rồi. Im ru rồi, chống trong tránh niệm và tỉnh giác. Do đó gọi là gì? Sự im lặng của bậc thánh. Trong chung bộ kinh chúng ta nghe Đức Phật nói này chư tăng, có hai điều nó làm. Một, ngồi lại với nhau nói chuyện giáo pháp. Còn hai, im lặng bậc thánh. Đây tất cả nãy giờ hỏi không trả lời, đó là đang im lặng bậc thánh tăng nhìn đi. Trời ơi chưa? Rồi hai chỉ và quán mà chúng ta muốn đó thì chúng ta phải có ba yếu tố để chúng ta làm được chánh niệm, niệm định và tuệ. Mà niệm này là chúng ta phải có được sự bộc lộ là gì? Chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm và tỉnh giác luôn luôn hai cái chi này nó bọc chúng ta lại. Chánh niệm và tỉnh giác, ghi nhớ và biết mình, phải có sự ghi nhớ và biết mình, con đường ghi nhớ và biết mình. Rồi chưa? Rồi trên con đường tu tập, khi chúng ta xong cái định, chúng ta có cái chánh niệm và tỉnh giác là hai yếu tố, và niệm và định tuệ trong con đường thực hành để chúng ta phát triển được chỉ và quán, thì con đường đó chúng ta mới là căn bản đưa đến trạng thái tâm được an trú. Tâm được an trú, tâm tĩnh tĩnh lặng rồi đó, bắt đầu mới sáng suốt lên, mới nhìn thấy cái này, mình thấy cái kia, mới liễu trì mới biết được. Thủy thái thành ắc vô ngừ, nhân đa sự ắc vô trí. Nước trong quá không có cá ở, mà người nhiều chuyện quá tán tâm không có trí tuệ. Nói lại nữa, nói lại nữa. Thủy thái thành ắc vô ngừ, nước trong quá không có cá ở. Thủy thái anh ắc vô ngừ, nhân đa sự ắc vô trí. Rồi chưa? Rồi, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Do đó đó, khi chúng ta biết thu thúc lục căn, chúng ta biết sống trong chánh niệm và tỉnh giác, chúng ta tầm tầm an trú được, chúng ta mới có cái trí tuệ mới phát sanh lên. Quý tử không thể nào uống ly nước chanh mà chúng ta cứ thọc cái muỗng nó quấy hoài được. Cái tâm chúng ta cứ quấy hoài như vậy, nó làm sao chúng ta dùng được sự sáng suốt cái tâm nữa nọ. Do đó đó, chúng ta phải rút cái muỗng nó ra và để cái ly nước nó chanh nó lặn xuống, chúng ta mới thấy có cần có cát hay là những gì chúng ta cần, lặn lọc nó ra chúng ta mới uống được chứ. Do đó tâm ta cũng vậy, khi chúng ta không có biết thanh lọc nó, chúng ta không có gạn lọc nó, và chúng ta không biết dừng lại những cái việc đáng cần phải dừng lại đó, chúng ta cứ ôm vô, chúng ta cứ tha vô, chúng ta lượm vô, thì làm sao chúng ta có trí tuệ được. Chúng ta phải biết chánh niệm xả, chúng ta biết xả chánh niệm và tỉnh giác. Rồi chưa? Rồi trên con đường mà tu tập của ta qua được cái tâm an trú rồi. Chúng ta an trú như vậy đó thì chúng ta mới phát sanh lên cái trường đường đó là gì? Tu tập về tuệ, tuệ quán. Để chi? Tuệ quán để liễu tri được tam tướng vô thường, khổ đau vô ngã. Khi chúng ta phát triển được như vậy đó thì trường đường này người ta gọi là tuệ quán. Tuệ quán này chúng ta tu tập để cho ta phát triển được đó, nó phát lên 16 cái tuệ quán là tới 16 cái tuệ quán, thì chúng ta sẽ nắm bắt cái đó trong thời gian sắp tới. Chứ bây giờ chúng ta chỉ nghe cái bên ngoại điển mà thôi.
16 cái tài khoản này chúng ta được thấy nó phát triển được đó, thì chúng ta mới được biết rằng là gì? Thế gian là vô thường, khổ đau và vô ngã nằm trong tam tướng này. Phải không nào? Chư hành là vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tật diệt di lạc. Các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tính sanh diệt lại thường. Vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, lên thường hay có sự khổ đau. Chỉ có niết bàn là sự an vui tuyệt đối mới chấm dứt được mọi sự khổ đau đó. Vì đó cái bài pháp chúng ta được nghe. Chư hành là vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Ai sống 100 năm không thấy được pháp sanh diệt, không bằng sống 1 ngày thấy được pháp sanh diệt. Chúng ta thấy rõ nhiều điều đó. Do đó đó, con đường tệ quán chúng ta lên. Con đường tệ quán này chúng ta phát triển lên như vậy đó, chúng ta mới thấy được tam tướng vô thường, khổ đau, vô ngã luôn luôn hiện bài ở trong thế gian, ngoại thân và ngoại thân, trong ta và ngoài ta. Không thể nào chúng ta cứ nhìn chiếc lá vàng rơi chúng ta mới biết được là sự vô thường. Nhưng mà mỗi phút giây trong con người chúng ta già đi, và tuổi trẻ chúng ta mất đi, và sức khỏe chúng ta cạn mòn dần đi, chúng ta mới thấy đó gọi là vẫn là được vô thường. Chúng ta không đợi tới lá vàng chúng ta mới phát hiện được sự vô thường ở bên ngoài. Trong từng mỗi ngày, mỗi phút giây chúng ta cũng phải vậy. Già nua, gẫm nát hình hài, thời gian luôn trôi qua, ngày đêm luôn di động, tuổi trẻ bỏ lại chúng ta, ta tiến dần đến sự chết. Đó là điều chúng ta phải thấy. Chính những điều đó đó, chúng ta phải tệ quán lên, phát triển lên để chúng ta phát triển được. Thì khi mà quý tử lo, quý tăng quý ni mà lo con đường mà trao vào thanh tịnh giới, thì chúng ta không còn bao giờ để nghĩ tới được tam độc tham sân si. Tâm bắt 1 cảnh, chứ tâm không bắt 2 cảnh. Tâm chỉ biết 1 cảnh thôi, tâm ta biết lo giữ giới, thì tâm ta không nghĩ đến chuyện tham sân si được. Nhưng mà ta để cái tâm ta phóng vật, tâm ta buông lung, tâm ta cho nó đi tới đi lui, cho đó đó, nó rời khỏi giới mà chúng ta không có nghĩ tới tam và quý, thì tâm ta đi tới theo tìm cả đường gì? Tham sân si nó ra. Quý tăng đi nghe kẹp không? Nghe chưa? Dạ. Dạ, quên rồi. Hỏi cái quên, không phải bất định, cái vô là quên liền rồi. Cái tánh xấu gì đó. Công cháu thọ mà nghe hỏi cái quên liền rồi. Thủy thái thanh ác vô ngư. Thủy thái thanh ác vô ngư. Cho ghi. Cái nút này nó ra. Thủy... Thái thành ắc vô ngư, nhân đa sự ắc vô trí. Ngày chưa, chị mà nãy giờ không có ghi, nó ngồi im, bây giờ mới bắt mà ghi cái nếp nè. Sorry. Nhiều khi qua, ngày chưa, chúng ta tại đấy, nước trong quá, nước mà trong quá không có cá ở. Mà người bận nhiều việc quá, không có trí, không còn trí tuệ, tán tầm hết. Quý tăng quý ni kịp ha. Quý tăng quý ni, sư rất là thông cảm, bận nhiều việc lắm. Bận nhiều lắm. Là xin Salambat nè, trời ơi, nước mình đâm mấy, cũng bận, xung quanh lo tâm trí, lo đủ thứ hết á. Nên bữa ôm nó chết sao bên đi nhiều chuyện quá ha. Nó vậy đó. Mà nhiều vậy đó, ắt vô trí rồi đó. Giờ đó đó, chúng ta phải cắn. Cắn sang, bớt lo nữa, đừng có lo nữa, hãy để cho ôn lo đi. Trời đất ơi, đừng để máu lệ tràn đầy khóe mắt, ngàn đau thương xin đổ hết về chùa Việt Nam. Trời đó, như sao sống, cái đâu có đi đâu đổ về chùa sư được. Nghe kịp hả? Rồi chưa, chúng ta qua cái thứ hai. Khi ta đi qua con đường mà tam vô lo học, đi qua con đường tam học giới định và tuệ rồi đó, là chúng ta đối diện được tham sân si, hay chúng ta có đủ khả năng để ta giết được tham sân si của ta. Đừng chê những giọt mưa nhỏ, nhiều giọt mưa nhỏ làm ướt cánh đồng to. Đừng chê những lỗ nhỏ, nhiều lỗ nhỏ làm đắm chiếc thuyền lớn. Chúng ta nhớ câu đó. Đừng bao giờ chúng ta coi tiểu giới là không quan trọng, mà đại giới mới đáng lo. Tiểu giới cũng là nền tảng đưa lên đại giới mới có còn, mà đại giới mà còn do tiểu giới được vững chắc. Do đó đó, chúng ta phải nền tảng gọi cả vững chắc như vậy mới được. Thì khi chúng ta được đi như vậy đó, chúng ta vững chắc như vậy đó, thì con đường chúng ta đi gì, ta có một niềm tự tin, mà niềm tự tin đó ta mới có được niềm tự chủ, mà trong tự chủ đó chúng ta mới phát triển được 37 phẩm trời đạo. Được 37 phẩm trời đạo là con đường đi đến thân, con đường thiền quán, thiền chỉ, chúng ta mới kết chặt được tính tấn niệm định tuệ, ngũ quyền ngũ lực,
chúng ta phải có, chúng ta mới qua được thắc giác chi. Qua thắc giác chi chúng ta nắm được bát chánh đạo, kết quả là chúng ta thấy được tứ đế, có con đường chúng ta giải thoát. Nếu chúng ta không đi con đường đó, đó chúng ta không có giải thoát được. Cũng căn bản từ nơi giới, giới định và tuệ. Rồi chưa? Rồi, nghe kịp không? Nghe kịp. Rồi, chúng ta qua tới cái thứ hai. Khi ta nói tới giới, thì chúng ta phải nói tới cái con đường tất yếu để hình thành giới. Chúng ta qua cái bản đồ mandala thứ hai, chúng ta vẽ ra. Qua bản đồ thứ hai mandala ta vẽ ra, thì chúng ta bắt đầu xóa cái chỗ này. Thu, thu là cái chi? Thu là chi? Chúng ta cứ nói cái thu là giống như là mùa đông, mùa xuân, mùa thu đi hả? Không. Chúng ta đi qua ba cái hình thành nữa. Nghe chưa? Thu là chúng ta gọi là thu thúc. Chế, người ta gọi là chế ngự. Và diệt là ta nói diệt trừ. Do đó ta gọi rút ngắn lại, ta gọi là gì? Thu chế diệt. Coi chưa? Giải đáp được cái câu nghĩa đó. Nghe nè, thu tức là thu thúc. Thu thúc. Chế là chúng ta phải chế ngự. Và diệt là chúng ta phải diệt trừ. Do đó chúng ta có ba yếu tố để mà kết tập được cái con đường tam học. Con đường tam học này chúng ta phải có thu chế diệt. Những con đường giới định tuệ này chúng ta phải có văn tư tu. Cho đó đó chúng ta phải có như vậy đó. Đó là một cái bàn chân hay là một cái kiền ba chân, một cái tam giác mà chúng ta phải biết nắm chắc được như vậy đó, chúng ta mới vững chắc được một cái kiền ba chân vững chắc mà vững vàng, chúng ta mới đạt được. Do đó là khi chúng ta dựng ra được một cái kiền ba chân như vậy, giới định và tuệ phải có văn tư tu, và bên đây phải có thu chế diệt. Nếu mà không có thu chế diệt, không có giới định tuệ, không có giới định tuệ, không có văn tư tu, xoay như vậy đó chúng ta ra nắm được chưa? Rồi, thu là chúng ta thu thúc lục căn đó, trở lại chế ngự tham sân si, chế ngự tham sân si, diệt trừ phiền não kiết sử lậu hoặc đó. Chúng ta nhìn qua bên này, phải là chúng ta đã có bản đồ dưới đây chưa? Nên nè, chúng ta phiền não kiết sử, do đó thu chế diệt nguy tăng nguy ni sẽ dễ nó đi qua bên này, nó dễ qua bên này, dễ qua bên này. Khi ta nói thu thúc thì lục căn, mà chế ngữ là tham sân si, và diệt trừ là phiền não kiết sử và lậu hoặc. Phiền não kiết sử nó có 10, lậu hoặc có 4, phiền não có 10. Chúng ta phải bỏ biết như vậy đó. Chỉ những cái đó đó là ngày mai là chư tăng đi ni, chúng ta viết tờ giấy ra, chúng ta bỏ vô bọc đó. Rồi tới cái ngày mốt đó chúng ta thi. À, hồi trước đó, hồi cách đây 30 năm về trước á, mà trên con đường mà đi sư giảng dạy cho các trường Phật học cũng như các trường hạ, hết giảng trường hạ này qua trường hạ kia, một ngày giảng 4 chùa, sáng giảng 2 chùa, chiều giảng 2 chùa, 7 giờ vô giảng cho tới 9 giờ, qua khỏi chùa 9 giờ rưỡi vô giảng cái chùa khác, chiều thứ hai tới 11 giờ rưỡi nghỉ trưa đó, ăn cơm tại đó, qua cái chùa thứ ba 1 giờ rưỡi lên lớp, giảng tới 3 giờ rưỡi, ra khỏi lớp đó bước tôi cái chùa thứ tư là 4 giờ chiều, ta chạy tới 6 giờ chiều, về tới chùa là 7 giờ tối. Về tới nhà 7 giờ tối, về tới chùa 7 giờ tối, có một nhóm đệ tử 14 ông sư. Thôi, mét đủ thứ là mét, sư phụ, ở nhà nó lấy bánh của con, trời ơi, phải ngồi giả đáp, mà phải khuấy sữa cho uống. Tại vì em phải nuôi từ chiều không ăn, phải chiều cho uống sữa. Có nhiều khi là luộc 2 con bò nữa. Quý tăng đi nghe kịp luộc bò không? Là hồi xưa đó, cái nước Việt Nam ta còn nghèo đó, cái đâu có dám khuấy sữa nhiều. Còn mấy chị tăng nhí đó, cái xin sư nhõng nhẽo, sư bữa nay uống sữa huyết ngán quá, cho bò đi. Cái sư hỏi bò sao? Thì mấy ổng mới sáng chế ra là lấy một nồi nước sôi, bỏ 2 hộp sữa đặt ổng thọ đó, luộc chín lên mới gọi là luộc bò. Trời ơi. Xong xuôi thả mấy ông sư đó về, dạy dỗ xong xuôi về tới phòng phải dịch kinh dịch sách nữa, phải dịch kinh dịch sách tới 2 giờ sáng. Nhưng đó đó Nguyễn Tăng Nguyễn Ni thấy chúng ta phải nhiều cái chuyện lắm, không có khi nào mà chúng ta buông ra được đó. Thì những cái đó đó là chúng ta nhìn thấy khi chúng ta bận những cái đó đó, thu thúc lục căn ta không còn, và cái chế ngự tham sân si chúng ta không có còn kiểm soát được, diệt trừ phiền não lúc đó chúng ta đầy đầy ắp lên.
Chitang Muni chúng ta phải hiểu như vậy đó. Ở các trường thiền viện, ở những trung tâm thiền viện ngày hôm nay trên thế giới, ở Miến Điện hay Thái Lan, luôn luôn là họ buộc chúng ta ở trong cái trạng thái thu thúc lục căn, căn bản là như vậy đó. Sự đi tới cái thiền viện Sách Tham Má Hằng Si của Ngài Kundala, sự trao dồi con đường Vipassana tại nơi đó. Mình đi như vậy thôi, đi thì đi ngó xuống, chứ không được ngó lên. Và luôn luôn ngó xuống cách đây chừng khoảng 7 tấc, chứ không được ngó dài hơn. Mình không có thấy gì chi hết á. Ngó xuống như này, đi xuống như này. Đi như người bệnh, nhưng mà đi như người bệnh. Đi như người bệnh. À, đi như người bệnh ngắn ngắn ngắn, nhỏ nhỏ nhỏ. Đi nhỏ nhỏ ngắn ngắn. À, dở, duỗi, đạp. Như là con gái mới về nhà chồng vậy đó. Nó đang bắt đầu nghe cười nè. Ngon chưa? Rồi. Nhưng mà bữa đó đó, mình sư đó có biết, đâu biết cái hệ thống đó, người ta đang kiểm soát mình đâu. Ngóc đầu lên, vừa ngóc đầu lên nghe cái gì đó, ngóc đầu lên. Cúi đầu xuống liền, không có cho ngóc đầu lên, không có cho nhìn, không có được cho nhìn. À, lạ như vậy đó, bắt ghim ghim ghim, ngồi 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 xuống, còn ăn á, thì ăn ngồi ngó xuống cái bát mình thôi. Chứ không có ngó bên này, ngó bên này, ngồi trong bát rồi thôi. À, thu thúc mà. Do đó nó bớt như nào, gọi là chế ngự. Khi ta càng thu thúc nhiều chừng nào á, ta chừng chế ngự tham sân si ta nhiều chừng đấy. Quý chư tăng người này nhớ ha. Nếu chúng ta không thu thúc lỗ tai, ha, nếu chúng ta không thu thúc lỗ tai đi, chúng ta đang thu thúc con nhãn căn, nhưng mà ta không thu thúc lỗ tai, ta nghe cái người ngồi cái bên mà nó hút miếng canh sột 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 á, cái tâm ta sao lên, tâm nổ sân lên liền rồi. Hút cái gì mà hút dữ vậy? Vừa thôi, 72 điều ưng pháp không nhớ ở trên nè, hút mà nghe phát âm, thấy không? Trời ơi, nhiễn nhừ, phải nhiễn nhừ, múc cái muỗng vô nhiệt là nhiễn, chứ mà hộp, hộp đó là phải nổi xăng lên nè. Thấy không? Mình không có thu thúc nhĩ căn, thì cái tâm xăng mình nổi lên, đúng không? Mà xăng nó có hai loại xăng, hồi sáng sư nghe ôm nói xăng trước bự hơn xăng sau. Trời đất ơi! Thấy chưa, có hai lò xăng nữa, xăng trước xăng sau nữa, nó xăng nó nhiều loại lắm, mà không biết cái tăng niêm lò xăng nào nữa. Rồi đó, mình phải thôi, mình dành thu thúc luôn cho rồi, để chắc ăn khỏi xăng trước xăng sau luôn, thấy không, xăng trong lòng mình có hơn. Thế không, do đó đó, chúng ta phải thu thúc mà để mà diệt, diệt gì, phiền não, đem về phòng còn phiền não là nói nữa, trời ơi, muốn ngừng tu 5 phút rồi đó, thế đó, cái đó mình phải làm. Phải làm thu chế diệt, nhớ chưa? Hả? Hả? Diệt trừ phiền não, diệt trừ kiết sử, diệt trừ lậu hoặc. Không nè, rồi chúng ta nhớ, quen nè, chúng ta phải nhớ mấy cái đó. Khi mà chúng ta quen rồi đó, chúng ta quen rồi đó, thì cái ngày mốt ta thi bài kiểm nhiễn như, không có người nào mà thu điểm ở đó. Hồi trước đó, mà lúc mà sư Nga giảng dạy về cái chương trình cơ bản học đó, thì như thầy Nguyên Tạng nè, thầy Nhật Từ, thầy Quảng Hạnh, thì các quý sư cô cũng có nhiều lắm là học đó, nhí vô học với sư. Ừ, mấy lúc đó thầy Nhật Từ, thầy Nguyên Tạng, sư cho bà kiểm, đúng rồi, cho bà kiểm, cho biết chiếc đề được không? Cái đó nghề đó nha, cho cái đó nghề nha. Cái sư nói chứ, chuyện nhỏ, cho biết đề luôn. Hồi đó chỉ có một mình sư là trong ban giám hiệu đó, là biết là ông một trong ban dẫn quấn là giáo thọ đó, lần cho biết đề thi cho tăng ni sinh. Và những cái đề thi đó nó được niêm lại trước 2 tuần và được block kỹ lên, và ngày đó giám thị vô đưa. Nhưng mà sư cầm cái đó, cái đề lên sư nói, nhớ không? Cách 2 tuần cho biết trước rồi. Nghe chưa? Nhưng mà tăng ni á vẫn có cái kỹ thuật như thường. Để sư tự kinh trình bày cho các quý thầy nghe trước. Còn ni thì gần 6 cầu ni ghê lắm. Nên nó mặc đồ lam không à. Ni mặc đồ lam không à. Chứ tăng ni á, chứ tăng sinh nó thiệt thà. Thật thà thường thu thiệt. Do đó đó, cái mấy đi học mà mặc đồ nâu, làm sao mà kiếp cấp bài được. Tới cái ngày đó là viết áo mặc đồ lam không à. Trời đất ơi. Phải đổi qua màu lam, đừng có màu nâu. Nâu nó sao thấy, để thui sao thấy. À, cái vô cái ngồi. Trời ơi, không biết làm sao mà bữa nay nó điệu dữ dội vậy đó.
Nhưng mà thiệt ra cái vạt áo dứt đầy chữ hết trơn rồi. Người ta đây kịp không? Thì ngày mốt đó, ngày mốt đó cái kiểm tra kiểu đó là vậy đó. Nghe chưa? Rồi nhớ ha. Chúng ta phải nhớ cái kinh nghiệm. Nói hết mà, nói hết mà, nói hết không có gì giấu hết á. Mà nói để mà chúng ta sẽ thấy là gì? Con đường đó là con đường văn tư tu. Nghe chưa? Vô đề nữa. Người ta thua chế diệt bao nhiêu thì con đường trí tuệ ta phát lên đó. Con đường phát lên trí tuệ có ba cửa. Thật là ta phải học thật nhiều. Ta phải học nhiều. Văn, tiếng Bali gọi là sutta, tức là nghe nhiều, học nhiều, đọc nhiều, nghiền ngẫm nhiều. Nghe, ngẫm, nghĩ. Đó, thì ta mới bắt trí tuệ được. Văn, tức là nghe nhiều. Chư thinh văn đệ tử Đức Phật, tức là hàng chư thinh văn đó, là những người nghe nhiều, nghe lời Đức Phật giảng. Gọi là mới là thính văn, văn, nghe không nào? Thính văn đó. Rồi tư, phải tư duy nhiều. Không phải chúng ta nghe cái gì, chúng ta ngồi im. Chúng ta phải tư duy, ta phải động não. Mà cái lớp học mà gọi là giáo lý là chúng ta phải hoạt động. Chứ ta không phải ngồi rù cũng được. Quý Tăng Nguyên Ni mà lên trên trường đại học của Mỹ đó, nó không có cho mình ngồi yên. Khi mà sư học xong cái chương trình ở bên đây, sư qua bên Mỹ, thì sư tới cái trường đại học á, người ta hỏi, sư cần học cái gì? Sư nói chỉ cần ba điều thôi. Học ba điều cái trường đại học của Mỹ thôi. Thứ nhất là kỹ thuật sư phạm. Thứ hai nữa là tâm lý sư phạm. Và thứ ba là giáo dục sư phạm. Sư nắm ba cái điều đó, pedagogic vậy thôi. Chứ không cần cái gì nữa hết. Chứ cần nội điển chứ không cần ngoại điển. Do đó không có thời giờ đi học mấy cái triết. Hồi nhỏ đó, hồi học trường Tây á, thì triết học Đông Phương, triết học Tây Thương là Kant, Marx hay là Nietzsche, Kant, Pythagore, Epictet đó, mình học xong rồi, Descartes mình học xong rồi, do đó qua đây không cần nữa. Nhưng mà cần học cái sư phạm của người Mỹ, tâm lý sư phạm của người Mỹ, kỹ thuật sư phạm của người Mỹ và giáo dục sư phạm của người Mỹ để chúng ta mới làm được cái chương trình gì vậy? Tác như lai sứ, hành như lai sự được. Chúng ta phải văn, phải tư, phải tu. Vô lớp học đó, chúng ta phải đóng góp. Chúng ta trao đổi. Và chúng ta khi mà trao đổi đó thì thầy mới hiểu được cái level của học trò. Và người học trò đó mới có điều kiện để mới biết rằng là mình chưa có cái phần này. Mình mới được bổ túc. Ngồi im không được. Chỉ trừ khi mà có điều đó cho phép là ngày mốt á, là chúng ta chiều người ta ngồi thiền đó. Chúng ta mới rù để người ta đặt ngủ thiền mà thôi. Còn đang học đâu cần ngủ thiền chi. Phải không nào? Đồng ý chưa? Ngày mốt chúng ta sẽ thực hành cái thiền đó. Thì chư Tăng Duy Ni phải phát triển tối đa. Sơ thiền chứ không cần đắc. Mà chúng ta cần đắc ngủ. Ngủ thiền mà thôi. Rồi chưa? Rồi. Do đó nó văn và tư. Tư là chúng ta phải tư duy nhiều. Phải động não, phải tư duy. Phải suy nghĩ. Và những suy nghĩ đó đó. Những cái suy nghĩ đó đó. Nó phải nằm trong đúng cái chiều hướng của cái sự tư duy của mình có giá trị. Là gì? Phải ly tham, ly sân, ly quán hạn. Khi mà nghe là từ bỏ tham sân si, nhưng mà tư duy mà phải ly tham, ly sân và ly quán hạn. Và khi những khi mà ta nghe mà chúng ta còn tham, ta dính mắc chuyện đó. Những khi ta nghe, ta còn sân, ta dính mắc chỗ đó, tối trí. Và chúng ta còn khi cột nói, còn dính mắc ta quan trái đó, thì cái tư duy đó không có thanh tịnh được. Chúng ta phải bỏ cái đó mới được. Tư duy là phải lật bỏ, lật bỏ cái tư duy, phải trong sạch. Thì khi đó đó, chúng ta mới có tu tập được. Rồi chưa? Rồi chưa? Chúng ta phải nhớ văn nhân sanh tư, tư nhân sanh tu mà có do tư có và văn có, mà tu mà có do tư duy túng và văn đầy đủ. Như vậy thì văn cụ túc là nghe đầy đủ, là chúng ta có trí à. Dù cho khó cho mấy chúng ta nghe hoài cũng được à. Chứ tăng như này đúng không? Chúng ta nghe hoài một cái câu nói mà người ta nói sai đi nữa đó, mà chúng ta nghe hoài như vậy đó, chúng ta cũng nghe thấy một hồi chúng ta thấy nó đúng à. Hiểu chưa? Nghe hoài. Ông sư đông thiếu nợ tôi đó. Thiệt không? Thiệt mà. Ông sư đông thiếu nợ tôi đó. Thiệt không? Thiệt mà chắc chắn. Ông sư đó thiếu nợ tôi đó. Thiệt không? Thiệt mà. Cái. Ồ thiệt đúng rồi nha. Đang nghe hoài đó. Nghe hoài vậy đó, vậy đó. Rồi nó hắt dài đổ người ta té. Nghe kịp không? Do đó chứ tăng cái niên còn kịp ha. Do đó chúng ta phải nghe nhiều. Nghe nhiều. Do đó hồi trước đó là chư tăng như niên không có quen trong cái lớp học về giáo lý, mà chúng ta cứ vô ngồi nghe ru vậy đó, nhưng mà không được. Sư tới cái lớp đó là sư không có cho chư tăng như niên mà ngồi ru vậy đó, phải động, phải viết, phải chép.
mà chép như chữ đủ nó, rồi sư còn chọc cái kích thích nó, viết như vậy nó viết xong viết được rồi có bản sao. Bắt đầu mấy chư tăng thì bắt đầu mới ghi chép xong xuôi rồi đó, cái mà ngồi đó ngồi nghe rồi ghi chép tới về nhà đó, tới về phòng của mình đó, đốt hết trên lại còn bỏ nước uống à, tại vì nhìn không thấy chữ gì hết đó, tại vì ghi chép quá rồi đó, chút xíu không hiểu là về nhà ngó không được đâu, đốt lửa bỏ nước uống luôn. Thế kẹp hả, cái đó gọi là tu có lấy vô xem lắm, trời đất ơi, trời đất ơi, gọi là tu vô cái ly uống vô trong bồn, cái là văn tư tu xong rồi sư ơi, cái ngày mốt đi thi không biết làm gì hết, tờ giấy trắng là kinh vô tự, trời ơi, nó vô kinh vô tự đó, kinh vô tự đó, lúc mà chư tăng ni mà viết bài kinh vô tự đó, chư sẽ thiết thuyết bài đại bát niết bàn, biết đại bát niết bàn kinh không? Đại bát, khi nào mà quý Phật tử, quý tăng quý ni á, quý tăng quý ni nhớ ha, người nào mà làm chúng ta mà bị phiền não đó, người ta phải tụng đại bát niết bàn kinh liền. Tại vì sao? Bên kia nó đang đại bát qua mình niết bàn luôn tại chỗ. Trời, đại bát niết bàn kinh. Hiểu không? Hiểu à? Trời, lớp đại ghê nha. Cái lớp đại thiệt á. Nhớ là kinh vô tự và đại bát niết bàn kinh. Nhớ chưa? Rồi đó. Thì khi mà tới ngày mốt mà làm bài kiểu không được đó, cái để tờ giấy trắng, cái lên lập bài, cái sư nói chứ ủa sao là bài không có gì trên thì trắng trác vậy nè, sư muốn con tụng đại bác đi bàn canh không, là sư 100% là không dám nói một lời nói nào hết cho nó, tại vì sao, không lẽ chết sớm ủi vậy nè, bên kia đại bác qua bên mình đi bàn, do đó nên mình phải im đó, thành ra là đại bác đi bàn kinh lợi hại lắm, chứ tăng đây chưa thuộc đó, phải gái học thuộc cái bài đó. Ê quan mê su tăng ê căn sắc mây văn, như vậy tôi nghe một thỏ nọ Đức Thế Tôn ngự tại kỳ viên tịnh xá cử của chứng giả cấp con đọc lúc bây giờ, chúng ta phải học cái bài đó chứ không chúng ta quên, nghe chưa, nhớ ha. Rồi người ta gọi là văn tư từ tu, nắm được chưa, văn ta phải nghe nhiều, tư ta phải suy nghĩ chi kỹ, chép nhiều, còn xong sau là ta phải tu tập chúng ta làm gì, tu là thăng tu tâm, tu thăng tu tâm, ngó xuống cái này, tu thăng tu tâm, tu thắng tu tâm, chúng ta phải biết như vậy đó, chính cái đó là cái nền tảng để chúng ta phát triển được con đường gì, thanh lọc, làm cho mình trở nên thanh tịnh, và con đường đó gọi là sự tất yếu, chúng ta được giải thoát, chứ còn không á, giải thoát là cái chi, chỉ quýt một tí, cái tiếng Bali nó gọi là quýt một tí, là giải thoát cái chi, à, cái đó nó xa vời, nó trừu tượng không, chúng ta phải bắt đầu coi cái chữ giải thoát, đôi khi chúng ta bị lợi dụng cái từ ngữ giải thoát, hay là đôi khi chúng ta bị mắc kẹt cái từ ngữ giải thoát, cái chữ giải thoát này là sự thật không có cái gì cả, sự thật sự đó nó chỉ có một điều mà chúng ta được biết thôi, chữ giải thoát, à, giải thoát tiếng Bali nó gọi là quý mô tí, à, thì khi mà chúng ta đó, thì khi mà chúng ta nói giải thoát là gì, giải thoát phiền não, giải thoát cột trói, giải thoát cột trói kiết sử, giải thoát những cái thói quen của mình có thói quen tập khí, những thói quen tập khí của mình ta gọi là gì, lậu hoặc. Con người chúng ta được sinh ra, là đầu tiên nó không có một cái thói quen nào cả, con người chúng ta được sinh ra đầu tiên nó không có cái gì mà gọi là tập khí của người mình đã, con người chúng ta sinh ra đầu tiên không có cái gì mà gọi là mà lặp đi lặp lại cái thói quen mình uống nắng mình ra, nhưng mà năm dài tháng rộng sinh hoạt với con người từ đó con người mình tạo ra cái thói quen có thể do nơi người mình tạo ra, thói quen có thể do nơi mình tiếp cận với người mà mình thân cận tạo ra cho mình, do đó những cái đó nó hay là cái môi trường nó làm cho con mình tạo ra cái thói quen, nhưng mà trong khi mà cái tạo cái thói quen rồi đó và cái thói quen đó hình thành ở đó thì cho người chúng ta sẽ thấy không còn con người của mình tại nơi đó nữa, mà chỉ đó là một sự hiện thân của cái thói quen nó đang làm trong mình có thôi à. Ý tăng quý ni kịp không? Hết nè. Trước kia ta tạo thói quen, sao thói quen tạo ra ta? Trước tiên ta tạo ra người hút thuốc, sao chúng ta tạo ra gì? Người nghiện thuốc. Chứ ai sinh ra ta, sinh ra là cái người hút thuốc đâu. Thôi nè, trước tiên ta tạo thói quen, sao thói quen tạo ra ta? Mà lâu dài tháng rộng lên, mà mình không để ý tới nó, nó hình thành ra không nào mình không hay. Hồi lúc đầu mới đâu vô hút một vài điếu thôi, không sao. Nhưng lâu ngày cái đó nó tạo ra tình hình người nghiện thuốc.
Mà cái nghiện thuốc đó là cái điều mà không có được phép trong pháp hành. Tại vì sao? Trên con đường đi pháp hành đó, nó phải diệt trừ tất cả những cái thói quen, diệt trừ những cái nghiện ngập, diệt trừ tất cả những cái tham sân si. Nhưng mà ta không có chuẩn bị trước đó, làm sao mà chúng ta vô con đường tu tập mà trở thành những người tốt được? Đó, chúng ta còn nghiện cà phê, chúng ta còn nghiện trà, dường già đâu có cà phê cái trà. Rồi đó, chị ta nghĩ này thấy nè, chúng ta phải cẩn thận, chúng ta tạo cho ta một cái lồng khổ đau, nhện thả tơ ra, để rồi nhện cuộn mình nằm trong ổ nhện tơ đó mà không đi ra. Chúng ta coi chừng chúng ta có một cái tơ nhện mà chúng ta không hay. Con người nào cũng có khuyết điểm, chứ không có khuyết điểm, trừ cái bậc thánh mới có, không có khuyết điểm mà thôi. Nhưng mà chúng ta chưa được là bậc thánh, ta còn là phàm, chúng ta cần phải tu tập, phải càng rèn luyện, phải cần trao dồi. Những cái trao dồi đó chúng ta còn phải biết là gì, mình mạnh cái nào và yếu cái nào, mình khuyết điểm cái nào và mình ưu điểm cái nào, chúng ta phải biết rõ như vậy mới được. Còn không á thì không có cách nào chúng ta tu thân sửa tánh chúng ta được hết đó. Vẫn biết rằng là con người chúng ta có 6 loại tánh, mỗi chúng sanh có một trong 6 loại tánh: tánh tham nè, tánh sân nè, tánh si nè, tánh tầm nè, tánh đức tin nè, tánh giác. Chúng ta biết mà chúng ta mỗi người chúng ta có một trong 6 loại tánh đó, mà có khi chúng ta có biết và có khi chúng ta không biết chúng ta là tánh nào nữa kìa. Ở dưới đây tân ni chúng ta biết mình là tánh nào không? Bình ni biết hết nha. Bình ni có vài người nói lên biết tánh của mình. Bình tăng im lặng của bậc thánh, bình tăng im lặng của bậc thánh. Do đó nó tánh tham nè, tánh sân nè, tánh si nè, tánh tầm nè, tánh giác nè, tánh đức tin. Chúng ta phải biết tánh rồi đâu nào. Mà khi chúng ta biết được tánh đó là nhìn lại cái tâm, mà cái tâm hiện bày ra cái tánh. Tánh là cái tướng bên ngoài, cái tâm là bên trong, nó hiện bày ra ngoài. Do đó chúng ta phải tìm ra. Khi mà ta tìm ra được đó, ta phải cắt liền, cắt cái đó, chúng ta diệt trừ đó, chúng ta mới tu được. Tu là sửa mà. Chúng ta không có thể nào chúng ta bỏ qua cái danh từ tu đó với một hình tướng. Chúng ta nói trên một cái chất lượng, chứ không phải qua một cái số lượng mà thôi. Chúng ta phải nói rõ được cái ý nghĩa đó. Thì chính cái đó đó là chúng ta phải giải quyết. Như vậy thì khi chúng ta nhìn thấy con đường mà thiền quán, con đường thiền quán lấy nền tảng là tứ niệm xứ mà chúng ta được biết trong bài kinh thứ 10 mà trong Trung Bộ Kinh mà chúng ta được phát qua ngày hôm qua, Quý Tăng Nguyên Ni có rồi đó. Thì nó nằm trong bốn cái phần này thôi à: thân tỳ quán, thọ tỳ quán, tâm tỳ quán và pháp tỳ quán. Khi ta nói Anupassana, khi ta nói tính Anupassana, tức là ta nói tới cái con đường mình nương theo cái thân đó mà chúng ta quan sát thấy được sự thực tướng. Cái đó ta gọi là thân tỳ quán. Chúng ta trở qua con đường Visuddhi, qua con đường Vipassana, chúng ta thấy quán nó như thế nào. Quán như chúng qua ngày hôm qua chúng ta được nghe đến từ nó gọi là Vipassana. Vipassana, trong cái chữ Vipassana nó được chia ra làm hai từ. Quý là một cách đặc biệt, một cách đặc biệt, một cách đặc biệt, một cách đặc biệt. Cái thứ hai, Passana là theo dõi, theo dõi, quán sát, hay ta gọi là thẩm thị, luôn luôn là chú mục vô. Cái đó là chúng ta gọi là từ ngữ Vipassana được tách ra. Như vậy thì khi ta nói Vipassana, định nghĩa của nó là theo dõi một cách đặc biệt, quán sát một cách đặc biệt, thẩm thị nó một cách đặc biệt trên đối tượng của nó đang đương theo. Do đó ta gọi là tùy quán. Nắm được chưa? Chị Tăng Vinh Ni nắm được chưa? Như vậy thì ta nói theo dõi một cách đặc biệt, quán sát một cách đặc biệt và thẩm thị một cách đặc biệt, nương theo trên cái đối tượng chúng ta đang quán sát. Ta đó thì ta gọi là tùy quán. Như vậy thì ta có đối tượng. Chúng ta vẫn biết là tâm ta có đối tượng. Và tâm cái đó có đối tượng thì chính cái đối tượng đó là để mà chúng ta quán sát theo dõi cái tâm của ta. Chứ ta không phải quán sát theo dõi cái đối tượng đó chúng ta cần biết. Chị Tăng Vinh Ni nghe kẹp ha. Khi mà một mây nó đến, khi cái mây đen nó đến cái ngôi chùa chúng ta, không nè, khi mà mây đen nó đang tới dần vũ bao phủ cái mái nhà này, thì lúc bây giờ ta nhìn thấy cái mây đen, mắt ta nhìn được thấy cái mây đen, tức là ta có cái sự quan sát và ta để ý coi cái mây đen đó một cách đặc biệt. Thì lúc bây giờ ta nghĩ tới mây mưa nhiều,
hay là lòng tâm ta đang phát sở lên cái gì ta đang nghĩ tới khi mây đang có. Hiểu không? Hiểu không? Không. Nên thành im lặng như bậc thánh liền ha. À, khi mây nó đến chúng ta, mây đen, xin nói lại chứ tăng ni nghe nè, khi mây đen nó đến chúng ta, ta mở mắt lên ta nhìn thấy, quán sát thấy được thấy mây, quán sát nhìn thấy mây một cách đặc biệt, quán sát một cách đặc biệt dính trên mây đen đó, thì chúng ta thấy mây đen, lòng ta nghĩ tới là mây mưa sẽ nhiều nhiều, hay là tâm ta đang nghĩ gì về khi nhìn thấy mây đen đó? Chị Tăng đi nghe kịp không? Thì ta đang nghĩ tới mưa nhiều, hay là lòng ta đang nghĩ tới gì và có trong tầm mây đó, hai cái đó. Mưa nhiều ha, thế nè, dự báo thời tiết. Vừa nói tới mưa nhiều, cái bên đây dự báo thời tiết liền à, như là the weather channel rồi. Khi ta trông thấy, khi ta thấy mây tới, khi ta thấy mây đen nó tới, đó chỉ là một đối tượng để cho tâm ta theo dõi. Như vậy thì khi ta nói mưa nhiều, chúng ta đang rớt ở trong trạng thái tưởng nó chưa có, đúng không? Nó chưa có, đúng không? Niệm, ta gọi là niệm xứ đó, là niệm ngay khi mà nghe hiện tại, khi mà thấy mây đen nó tới đó, mà mưa nó chưa có, nó mới vừa kéo tới, cái ta nói cho trời ơi mưa nhiều lắm rồi, cái đó là chưa có, ta là đang gớt qua ngoài cái trạng thái quan sát. Chúng ta quan sát là chỉ thấy những cái gì nó đang có, và những cái nó đang có mà lòng ta đang có, nhìn thấy cái sự đang có đó để ta hiểu được tâm ta, và ta hiểu được đối tượng đó, đó với ta làm trạng thái đó là tâm chăm chú tới đối tượng, chứ chưa có được nói cái gì cả. Hiểu không? Hiểu được không? Thấy sư cầm bịch kẹo ra, thấy sư cầm một bịch kẹo ra, chứ Tăng Duy Ni nói sao? Sâu răng, trời đất ơi, trời. Cái người này là ảnh hưởng với dentist nhiều ha. Sư cầm bịch kẹo ra, thì bên Ni nói chứ, ô cái này sư thưởng cho mình mỗi một cục kẹo. Hãy, đúng không? Đó, người cầm cục bịch kẹo ra, vừa mấy Tăng Duy Ni vừa thấy sư cầm bịch kẹo ra, ô cái này ông sư, ngon lành cho mình kẹo nha, mà kẹo bự nữa thì nhiều lắm, nhưng mỗi người ít nhất cũng 2-3 cục. Đó là cái trạng thái có không? Chưa cho mày có vậy, trời mới cầm ra bịch kẹo ra thôi à. Đó thì chúng ta đang ở trong trạng thái gì? Tưởng, không hiểu được niệm, ghi nhớ cái cảnh đó, nắm được chưa? Chúng ta cẩn thận ha, cẩn thận nha, nghe kịp chưa? Cái bài kiểm nó gần ná ná như vậy đó. Cho biết cho đề, ngày mới nói, trời ngày mới mới cho đúng không ba? Ngày mới mới cho, cẩn ngày mới cho, dư sức mà. Không sao đâu, chép con nát cái tà áo vàng thôi. Và chứ, do đó đó, những cái đó mình cho ta phải chuẩn bị. Khi ta quan sát, khi ta quan sát thân, khi ta quan sát về thân, để ta hiểu được tâm ta hiểu về thân. Chứ ta không phải quan sát về thân để ta thấy gì cái thân đó như chúng ta đang tưởng, chứ không thật sự ta đang biết. Chị Tăng Ni nghe kẹp ha. Chúng ta biết một cảm thọ nó lên, khi ta biết một cảm thọ nó lên, khi một cảm thọ nó lên á, thì lúc đó ta mới thấy rằng là thân hay là tâm. Thọ nó có hai loại thọ, thọ về thân, thọ về tâm. Chẳng hạn, sư đi mà chân cái chữ đá vô gốc cây, thọ đó là thọ thân, phải không nè? Tại vì sao? Đau, đi mà không cẩn thận chân đá vô gốc cây cái búp, cái chân nó sưng chù chù lên, đúng không? Cái đó là thọ về thân, đúng không? Mà thọ về thân thì tâm nó có thọ không? Có, mà thọ nó thọ từ nó tâm lên á, thì nó là thọ về tâm, đúng không? Như vậy thì thọ thân, thọ tâm ta phải biết liền. Nhưng mà khi mà ta nói thọ thân về thọ tâm, vậy thì chân ta có đau hay là thọ ta đang đau? Chân ta đang đau hay là thọ ta đang biết đau? Chân không có đau phải không? Chân nó tan nát rồi còn đau gì nữa? Trời ơi, chân nó tan nát rồi còn gì nữa? Nghe chưa? Rồi xin muốn nói thêm tới này nè, quý quý chư tăng ni nghe. Chúng ta có một cái trái chuối, phải không nè?
quý tăng ni biết trái chuối không? Cái bên này người ta là liền nha. Một thế giới ăn uống nha. Phải chưa? Chúng ta biết. Chúng ta như sư nói với thí dụ với tăng ni tập thì quen để mà ta may mắn là bài kiểm đó. Chúng ta có một cái trái chuối, đúng không? Mà trái chuối này của mình thì nó khác, đúng không? Mà trái chuối của người ta nó khác, đúng không? Đúng không? Nếu như mà trái chuối của mình á thì mình có một cái cảm xúc mình nhận trái chuối đó, đúng không? Mà ai ăn cắp đó là ngừng tu 5 phút liền đó, đúng không? Mà cái trái chuối của người ta thì mình có một cái cảm xúc riêng của mình khác về cái trái chuối của người ta, nhưng mà trái chuối của mình mà, đúng không? Phải chưa? Còn trái chuối đó không phải là của mình, mà trái chuối đó của người ta. Mà người nào mà đập bể hay đập đè cái trái chuối đó, xịt nước ra hay làm nát cái trái chuối đó, tại vì nó trái chuối nó phải xịt cái nước đó, chẳng còn không cười đó. Trời ơi, quý tăng đi phải thấy tượng hình mà tưởng thanh luôn chứ. Quý tăng đập cái nó xịt cái nước ra, cái mình tỉnh bơ, cái thọ của mình vậy, thọ xả. Thầy thọ bơ, cái trái chuối đó của ông thầy đó phải có mình đâu. Nhưng mà cái trái chuối của mình đó, cái trái chuối của mình đó người ta đập xịt nước ra đó, thì mình muốn xịt cái gì? Xịt cái xăng ra, đúng không? Đó, như vậy thì cái chuối nó có đau, cái chuối nó có bể hay chuối nó bị nát là do nơi cái tâm mình nghĩ hay là do nơi chính của mình đang tưởng ra nhiều để mình suy nghĩ tại đó. Đó, ly giỏi lắm, thi kiểm kỳ này là đậu hết rồi đó. Đó, quý tăng bên đây kẹp ha. Do đó, như thế thì khi mà ta nói mình nghĩ tưởng ra, như vậy thì tại sao khi ta ngồi thiền mà ta bị tê nhất mỗi đau, thân nó cũng như là cái trái chuối, cái thân người ta cũng như trái chuối à, mình ngồi con nó lại thì máu nó nghẽn thì nó có nghẽn thì trạng thái nghẽn của nó thôi, nhưng mà để cái tâm xuống cho đó, nghẽn quá, nó tê quá, cái tâm mình để vô trong đó, phải không? Mình rút nó ra, đừng để cho nó nữa, nó nghẽn là nó nghẽn, giờ không có nghẽn nó cũng là nghẽn chỗ khác à. Tới cái lúc mà nó nghẹn à. Nhưng mà mình đặt cái tâm mình vô, mình gắn khích vô trong đó, mình dính mắt trong đó, mình đeo níu trong đó, mình thương nó, mình lo lắng cho nó đó, cái mình thèm vô, quá trời luôn. Cái chữ quá trời nó thèm lên nữa. Nhưng mình gọi là lý thuyết. Giờ khi mà chúng ta chỉ mới bắt đầu vào phần lý thuyết, và sau đó chúng ta qua thực hành. Thiết thực hành á, si ngồi cùng với quý tăng quý ni luôn, ngồi cùng. Còn lúc đó chư tăng ni ngồi sao si ngồi dậy. Chừng khi nào sẽ đứng lên chư tăng ni mới đứng lên thôi. Chưa hay không? Chưa cái ngồi cái uống liền à. Cái đó là gì? Tưởng trời ơi vậy đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Mới vừa nghe nói cái là bắt đầu là gì, cái đó là rung cây nhát khỉ mà thôi, trời đất ơi, đừng có lo, nghe kịp ha. Nhưng đó thì chúng ta phải biết có những cái là chúng ta không có dự trù được, nhưng mà thực sự đó nó nằm ở trong tay của ta. Có những cái chúng ta nghĩ là khó vô cùng, nhưng mà thật sự nó quả thật là chúng ta biết rồi đó, chúng ta gỡ nó ra cách dễ dàng. Cái đường đi thật sự không có phải là khó, mà không phải gì là ngăn sông cách núi, mà chỉ gì lòng mình chứ lòng người chi. Trời đất ơi, đi tìm lòng người đó, chỉ gì lòng mình ngại núi sông. Trời vậy mà giờ này còn nói lòng người nữa. Đường đi không khó gì ngăn sông cách núi, chỉ gì lòng mình ngại núi sông. Đồng ý chưa? Chúng ta nghĩ ta đã